Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club. Mình là Ngọc Lâm, anh chị nào tham gia vào room VIP đồng hành cùng với mình đánh một trận lớn cuối năm liên hệ ngay với mình để mình có thể hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị nhà đầu tư nào mà chưa tham gia vào room mở thì tham gia vào room mở dưới cái đường link bên dưới nha anh chị. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào chưa tương tác nhớ like và thả cho mình một quả tim nha. Thì hôm nay room VIP có gì anh chị? Hôm nay room room của mình có gì thì ở đây thì mình sẽ cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư một tí nha anh chị. Sau đó mình sẽ đi qua nói về câu chuyện thị trường và chuẩn bị sẵn sàng để mà nghỉ lễ. À, thì anh chị nhà đầu tư thấy là thị trường không? Anh chị thấy là cái lực mua nó nhiều, nó lực mua nó lớn, anh chị đạp xuống là nó mua lên, đạp xuống là mua lên. Nếu như nó kéo sốc lên mà nó đạp xuống thì có thể là thị trường sẽ hoảng loạn bán ra. Tuy nhiên nó cứ kéo như thế này thì mình có nhận định của anh chị nhà đầu tư rồi, thị trường khó lắm anh chị, không giảm nổi đâu, đúng không? Thì hôm nay nó tăng ngược trở lại về cuối phiên. À, về hôm nay thì một số quỹ người ta cơ cấu nữa. À, đánh cà phê thì cuối giờ hôm nay thì tham gia vào SKG vùng giá này thì anh chị nhà đầu tư mua thì đều có lợi nhuận trong phiên luôn nha anh chị. 2 giờ mấy thì mình có đưa cho anh chị nhà đầu tư là mua vào cái là anh chị nhà đầu tư thấy là bây giờ nó kết nến ở đâu đó là 17.8 rồi, chị 17.8 rồi thì có lợi nhuận, mình lại đâu đó được 10 triệu rồi, 10 triệu 9 triệu chứ không được 10 triệu, tại vì mình mua hơn tỷ với mã này. Thì đối với cái mã này thì mình không có gửi ra ngoài anh chị, tại vì mình muốn dành một cái món quà đặc biệt gửi tặng cho quý anh chị nhà đầu tư trong room khách hàng để anh chị ăn lễ. Và cái mã này thanh khoản hơi thấp nên thành ra không gửi ra ngoài, tập trung vào C2. C2 thì chắc là qua lễ thì đánh sẽ đánh break đỉnh nha anh chị, break out. Đối với mã này mua rồi nha anh chị, lợi nhuận đang 5% đối với C2 rồi, mua hôm qua kia hàng về rồi, chiều hôm nay là hàng về rồi đó. Ok. Thì SKG, tại sao mình chọn SKG? Tại vì những cái phút cuối như thế này, tại vì SKG nó liên quan về câu chuyện là du lịch, đúng không anh chị? Tàu thuyền du lịch trong giai đoạn tới thì có thể là qua tới cái nghỉ lễ này thì có thể nó lấy câu chuyện để đánh lên và xu hướng của mã cổ phiếu tương đối đẹp. Hôm nay thì những cái mã cổ phiếu như là gì anh chị? Như là DBC, VCG tăng rất tốt, lợi nhuận của anh chị nhà đầu tư quá tuyệt vời. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Với những mã cổ phiếu này, anh chị thấy là C2 đây rồi nha anh chị. VCG vượt đỉnh. Ồ, nó quấn mấy cây gần đây em quấn đã quá anh chị ơi. Hôm nay là không trần nhưng mà vẫn sướng anh chị. Vẫn hôm nay vẫn trần vẫn sướng. Tuyệt vời. DBC thì hôm qua anh chị nhà đầu tư la làng quá trời, chưa có lợi nhuận. Hôm nay bùng nổ luôn cho anh chị nhà đầu tư luôn, kiếm 4-5% để cho anh chị nhà đầu tư nghỉ lễ luôn. Quá tuyệt vời, mới mua DBC, DBC mới về cho mày. Không. Thị trường này thì anh chị nhà đầu tư cứ ngủ dậy và anh chị nhà đầu tư mở mắt ra là thấy thị trường nó tăng mất rồi. Thì cái giai đoạn của thị trường nó dạng gì? Có những giai đoạn anh chị mở mắt ra là cổ phiếu của anh chị nó tím mất rồi, chưa tới giai đoạn đó nha anh chị. Hiện tại thị trường của mình nó chưa có giai đoạn đó. Có những giai đoạn anh chị mở mắt ra là cổ phiếu của anh chị nó tăng mất, nó tăng và anh chị cứ mở mắt ra 10 ngày liên tục như vậy thì cái tài khoản của anh chị nó lên ghê lắm. Có những giai đoạn trên thị trường đó như mình nó như vậy nha anh chị, nó điên loạn tới tới mức đó anh chị biết là lợi nhuận nó kinh khủng lắm. Không, tập trung DBC thì hôm nay, hôm qua thì anh chị nhà tôi mua vào DBC thì hôm nay ok, quá ok rồi. Không, hôm nay thì DBC về nhưng mà hôm qua thì mình có nói anh chị nhà đầu tư mua thêm đối với DBC. Đây, cái lệnh mua thêm đối với DBC, nhặt thêm đối với DBC đang gì? Để có sao mình nói vậy thôi, không? Có sao mình nói vậy thôi anh chị. Đó, DBC đây. Mà nhặt thêm DBC, FTS thì hôm nay mở cửa FTS nó chạy mất tiêu gì? Quá tuyệt vời luôn. Nói chung là đợt này thì hầu như là cổ phiếu của anh chị nhà đầu tư đều số 1 VIP hết. Nha anh chị, không có mã cổ phiếu nào đỏ trong giai đoạn này luôn và lợi nhuận tương đối là quá tuyệt vời trong giai đoạn này. Có những mã cổ phiếu chỉ đâu đó trong vòng vài phiên anh chị lợi nhuận mười mấy phần trăm rồi nha anh chị. Thì cái quá trình từ đây Tết anh chị nhà đầu tư nó sẽ khỏe hơn và mình không cần phải đánh cược vào cái câu chuyện của thị trường quá nhiều nữa. Chúc mừng quý anh chị nhà đầu tư nha anh chị. Thì về xu hướng của thị trường thì hôm vừa rồi mình có nói với anh chị nhà đầu tư là về lại khu vực là 1210, 1220 thì bây giờ nó đã lên tới nơi rồi. Thì có thể qua lễ nó sẽ đánh bất định nha anh chị. Tuy nhiên là bắt đầu nó sẽ vào những cái giai đoạn sẽ quá mua cho quý anh chị nhà đầu tư và mình sẽ thông báo cho anh chị nhà đầu tư một cái ngày đẹp trời nào đó anh chị phải bán bớt cổ phiếu và phải theo dõi mình sát nha anh chị, bán bớt cổ phiếu nó chỉnh lại tiếp tục mua vào. Nên thành ra là anh chị nhà đầu tư phải bám sát theo mình trong giai đoạn tới và bảo đảm của anh chị nhà đầu tư. Nếu như tin tưởng từ đây cuối năm anh chị nhà đầu tư sẽ có một lợi nhuận tương đối khủng khiếp, không? Hứa với anh chị nhà đầu tư cái điều đó. Và anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có lợi nhuận cũng chưa không nắm bắt được cơ hội thị trường thì hãy tập trung vào trong giai đoạn sắp tới, cơ hội vẫn còn như anh chị, vẫn còn để cho anh chị nhà đầu tư sửa sai. Ok, về xu hướng thị trường thì chắc là mình phải chờ tầm 4 phiên nghỉ coi thử tình hình như thế nào, sau đó mình sẽ đưa ra những cái nhận định thị trường cho nó chuẩn xác nha anh chị. Nắm bắt thông tin thì ở đây ngày nghỉ lễ thì em sẽ ở nhà livestream trực tiếp phục vụ quý anh chị nhà đầu tư ở nhà. Tại vì mình lễ em đông quá mình không có đi đâu anh chị, mình ở nhà chủ yếu là phục vụ anh chị nhà đầu tư thôi và xây dựng lên một cái danh mục để mà chuẩn bị qua lễ đánh tiếp. Còn anh chị nhà đầu tư nào mà ở nhà thì có thể là coi livestream hoặc là đọc sách,
Rồi còn anh chị nhau đi chơi thì vẫn có thể tiếp tục đi du lịch, nghỉ ngơi, xả stress bên gia đình. Giai đoạn vừa rồi cũng kiếm được khá khá rồi. Thì dành một số tiền nào đó dẫn gia đình đi chơi anh chị, dẫn gia đình đi chơi. Cái đó là cái điều mà em Lâm mong muốn nhất nha anh chị. Khi mình kiếm được tiền rồi thì gia đình là một cái là mình nên 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 nên, nên để ý tới, đúng không chị? Quan tâm. À, còn anh chị đầu tư nào mà không đi đâu thì có thể ở nhà tập trung vào nghiên cứu thị trường đối với mình, đúng không chị? À, mình chúc anh chị nhà đầu tư có một cái ngày nghỉ vui vẻ, dù có đi chơi hoặc là dù ở nhà thì cũng giữ gìn sức khỏe. Thứ hai là trau dồi thêm kiến thức rồi tìm kiếm thông tin cũng như là chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới. Đó, dành thời gian cho gia đình nghỉ ngơi, xả stress, nạp năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nha anh chị. Tới cuối năm này, để mà cuối năm này anh em mình tổng kết năm một cái Tết thực sự là bùng nổ, một cái Tết thực sự là vẻ vang nha anh chị. Đó là cơ hội của thị trường, mình phải nắm bắt thôi. Ok, còn về nhận định thị trường thì chắc chắn là mình sẽ livestream nhận định sau. Còn bây giờ thì chủ yếu là mình chúc anh chị nhà đầu tư thôi một ngày nghỉ vui vẻ, ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Anh chị nào mà mở tài khoản, anh chị nào mà chuyển ngay đi về thì liên hệ với Ngọc Lâm nha anh chị, tại vì em sẽ làm xuyên suốt lễ và mình không có ngày nghỉ đâu anh chị, đối với mình thì không có ngày nghỉ. Ok, cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người thành công mỹ mãn nha anh chị. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại, cần thì điện alo cho mình ngay nha anh chị. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye, xin chào.